Katana xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay Katana sẽ giới thiệu với các bác một cái sản phẩm cực kỳ hữu dụng trong gian bếp. Đấy là chiếc mài dao 3 bước của hãng Kai. Đây, của hãng Kai các bác nhé. Chiếc này được sản xuất tại Nhật này. Rất tiện dụng luôn. Bác nào mà không biết mài đá thì các bác có thể dùng một chiếc này thôi nhé. 30 giây là chúng ta có thể mài được con dao, dựa với cái độ sắc nó rơi vào khoảng tầm 90% so với dao mới. Để bảo 100% thì hơi khoai, nhưng mà 90% là hoàn toàn có thể các bác nhé. Đó, đây. Đây là nhập nguyên chiếc từ Nhật luôn các bác nhé. Made in Japan này. Đó. Rồi, ok. À, và chiếc này đây nhá, đã bán được 100 vạn chiếc trên toàn Nhật Bản luôn. Các bác thấy kinh chưa? 100 vạn chiếc tức là bao nhiêu ạ? 1 triệu chiếc. 1 triệu chiếc trên toàn Nhật Bản. Quá là xịn sò luôn. Rồi, sau đây mình sẽ review nhá. Review cho các bác xem cụ thể. Đó, ở đây là những cái nó gọi là gì nhỉ? Chú ý khi sử dụng thôi, thì cũng không có gì là quá là đặc biệt, nhưng mà ok, mình cứ dịch cho các bác nghe nhá. Đây, hướng dẫn chú ý khi sử dụng này. Thứ nhất là không sử dụng mục đích gì khác ngoài mục đích là mài dao. Đó, thứ hai nữa là không sử dụng được cho dao một mặt. Tức là dao như kiểu dạng đề ba hay là sashimi là mình không sử dụng được đâu các bác nhá. Hoặc là những cái dao mà kiểu dạng lưỡi cưa như kiểu dao cắt bánh mì ấy nhá, là không cắt được đâu. Hoặc là những cái dao mà dày quá, ví dụ như là cái độ dày trên 3mm là không dùng được. Độ dày của sống dao trên 3mm là không dùng được. Đó. Rồi, tiếp theo là Wabocho no Lyomen. Rồi, đối với những cái dòng dao mà dao Nhật ấy, dao Nhật chuyên dụng mà nó mỏng quá thì cũng không thể mài được, bởi vì sợ sẽ làm cong lưỡi dao. Đó, dao Nhật là có một số loại dao nó rất là mỏng, nó rất cực kỳ là mỏng, cho nên là không sử dụng được các bác nhé. Đó. Rồi, Kireaji no Ochita. Ở đây là sử dụng cho những cái loại sử dụng cho mục đích là mài lại những loại dao mà đã bị cùn này. Đó. Đối với những cái loại dao mà bị mẻ thì là không dùng được nhá. Cùn thôi nhá thì ok, chứ còn mẻ là không dùng được đâu các bác nhá. Đấy, không sử dụng được cho dao ceramic và dao titan. Đấy. Rồi, đối với lại cái dao mà có vết bẩn thì các bạn nhớ là như là chúng ta rửa sạch rồi hãng mài dao nhá. Đó, rồi tiếp theo. Đấy, cái loại cái dao này là không cần phải mài nước, tức là không cần phải rửa nước nhá. Chúng ta dùng xong chúng ta để nguyên như vậy, không cần phải rửa nước. Đấy, rất đơn giản, kinh không? Đơn giản nhưng mà họ ghi rất là rõ ràng đây. Rồi, cách mài dao này, các bạn để con dao thẳng như này nhá, không được để cong như này nhá, tức là để không được để nghiêng như này, phải để thẳng như này, tạo với một góc bàn là 90 độ. Đấy, và thứ hai nữa là kéo từ trên xuống dưới nhá, kéo từ trên xuống dưới chứ không được có cưa. Đấy, một lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Rồi, đây cái cách kéo này, kéo từ cái cầm dao cho đến cái mũi dao nhé, kéo lùi về phía này. Rồi, nói chung là đấy cái phần tiếng Nhật thì mình dịch cho các bạn nghe. Rồi, và cái phần ở đây là nó sẽ là có ba cái rãnh đó, có ba cái rãnh này. Đó thì là mình sẽ chỉ cho các bạn luôn ở đây nhé. Đây, cái cụ thể nó sẽ là như này. Các bạn thấy không? Đó. Rồi, cách sử dụng rất đơn giản. Ở đây là nó có một cái hộp ở ngoài và chúng ta đẩy cái trong ra. Sau chúng ta để nguyên như này nhá, để dưới bàn như này, nó rất là chắc chắn này. Bởi vì là ở dưới này này nó sẽ có này, 1 2 3 4 5 6 7 6. 6 cái chân như này, khi mà chúng ta để dưới bàn cố định dưới bàn như này nó rất là chắc. Nó rất là chắc luôn. Rất là chắc nhá. Và chúng ta dùng dao nhá, dùng dao chúng ta kéo. Ở đây nó có ba cái khe. Đây là ba khe. Khe số 1 là khe nó gọi là khe mài thô, khe số 2 là khe mài trung và khe số 3 là khe mài tinh. Đó, và chúng ta sử dụng dao như thế nào ạ? Đây. Ở đây mình có con dao. Ở đây mình có con dao nhá. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới. Kéo một lần thôi nhá. Tức là kéo là từ trên xuống dưới chứ không kéo ngược lại nhá. Không đưa ngược lại mà kéo từ trên xuống dưới. Được chưa? Thế xong kéo từ trên xuống dưới, xong lại nhấc lên kéo từ trên xuống dưới. Kéo khe số 1 này là 30 lần, khe số 2 10 lần,
và khe số 3 này là 5 lần, thế là xong con dao. Rất đơn giản, rất đơn giản luôn nha. Đây, nó tương tự tương ứng với cả cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng như này đây. Đó, đây, thứ nhất là khe số 1 là khe mài thô này. Đó, ở đây là họ sử dụng, ở đây họ dịch luôn nhá. Đấy, sử dụng đá mài diamond. Đấy, diamond tức là đá mài kim cương. Đó, giúp cho gọi là những cái phần mà cùn của dao là nó sẽ mất đi này. Đó, thứ hai nữa là đây, phần mài chung. Đấy, mài chung tức là giúp cho các cạnh là mất đi này. Đấy, ceramic tôi si đế. Đấy, tức là tiếp theo, sau đó là sẽ tiếp theo mài mỏng hơn cái phần so với cả cái đá mài dùng cái đá mài kim cương này, là sẽ dùng đá mài ceramic. Và thứ ba là cuối cùng là dùng một cái đá mài ceramic nữa để giúp cho con dao trở nên gọi là mịn hơn. Đó, đây, ở đây này, có cả cái phần đế bằng gôm tức là bằng cao su đấy, thì chú giúp cho chống trượt, các bạn thấy không, chống trượt này. Đấy, chống trượt rất tốt luôn đấy nhá. Và cuối cùng họ ghi là gì ạ, Shuno compacto ní, tức là ở đây cất đi rất đơn giản. Đây họ ghi, tức là ở đây này các bạn thấy không, sau khi dùng xong chúng ta lại gập vào như thế này, đấy, đẩy vào như thế này và chúng ta cất đi, cực kỳ đơn giản, cực kỳ gọn nhẹ, cực kỳ dễ dàng luôn đó. Và bạn nào muốn đặt hàng nhé, muốn đặt hàng chiếc này thì các bạn nhớ liên hệ với mình qua số điện thoại hotline là 0837778386. Các bạn nhắn Zalo cũng được nhé. Đó, còn lại thì là mình sẽ để link mua sản phẩm ở dưới phần mô tả cho các bạn. Link về Shopee và cũng như là Lazada hoặc là TikTok để cho các bạn có thể dễ dàng mua các sản phẩm này ở trên các nền tảng thương mại điện tử. Ok, rất cảm ơn các bác. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và các bạn nhớ có cái ý kiến đóng góp gì thì cứ comment ở dưới nhé. Bên mình sẽ cố gắng làm sao mà ngày càng phát triển nhiều sản phẩm hơn nữa để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.